Chính quyền thành phố Rajkot, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, xác nhận ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là trẻ em, khi xảy ra hỏa hoạn tại công viên giải trí TRP Game Zone ở thành phố này ngày 25 tháng 5. Có khoảng 300 người tại khu công viên, với nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vào dịp cuối tuần trong mùa hè. Vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát và con số nạn nhân có thể tăng lên trong quá trình tìm kiếm cứu hộ. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc trong cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, theo hãng tin AFP ngay sau khi xảy ra vụ việc, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia sẻ ông vô cùng đau đớn trước những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra ở Raskot và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Chính quyền bang Gujarat đã công bố bồi thường khoảng 4.800 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 600 đô la Mỹ cho mỗi người bị thương.